Video này sẽ hướng dẫn cho mọi người cách kháng nghị cái lỗi là sao chép nội dung. Gần đây TikTok nó hay quét những cái video mà do chúng ta tự làm ra luôn, nhưng nó vẫn đánh cái lỗi là sao chép nội dung, và nó đánh là 8 điểm trên một cái vi phạm như vậy. Và cái kênh mọi người nó chỉ có 4 cái video vi phạm thôi là đánh một phát là bay kênh luôn. Đây là cái video đang hướng dẫn cho mọi người cách kháng nghị cái lỗi này và tỷ lệ thành công cực kỳ cao. Ví dụ một trường hợp cụ thể đang hướng dẫn kháng nghị thành công này, bạn này cái video bạn tự đăng lên luôn nhưng mà vẫn vét sao chép nội dung và nó trừ 8 điểm trên một cái video. Và đây là cách khiếu nại thành công, đơn khiếu nại được phê duyệt nè. Thì mọi người nhớ lưu lại cách khiếu nại này nha. Đầu tiên đó là chúng ta sẽ chụp những tấm ảnh hậu trường. Ví dụ chúng ta set up lại cái bối cảnh khi chúng ta quay video đó, chúng ta chụp lại ảnh hậu trường với nhiều góc độ khác nhau. Mọi người nhớ mình đang là ảnh hậu trường chứ không phải ảnh video nha. Có nhiều các bạn mở cái video ra chụp những tấm ảnh góc trong video là không phải. Chụp ảnh hậu trường giùm đăng nha, set up lại vào hậu trường và set up lại. Và tiếp theo nữa các bạn mẫu đó, thì chúng ta nên cầm cái giấy tờ chúng ta lên nè, thấy rõ chữ nè, để chụp rõ cái mặt chúng ta nè. Đó, cầm giấy tờ bạn mẫu trong video đó, cầm giấy tờ và chụp thấy rõ với hình ảnh giấy tờ nha. Tiếp theo là câu khiếu nại nè, thì đơn giản thôi, tôi là chủ kênh gì đó, tôi có đăng video lúc mấy giờ ngày mấy gì đó, ID video là bao nhiêu nha, nhưng đã bị đánh là sao chép nội dung. Nhưng mà tôi không phải sao chép, tôi là chính chủ, lần đầu đăng video không phát lại không sao chép gì hết, mà đây là bằng chứng này kia, rồi mong TikTok sẽ xem xét lại. Vậy là ok, mọi người gửi lên thôi thì nó sẽ gỡ vi phạm cho mọi người. Và đang có một nhóm Zalo là Home TikTok Shop chuyên chia sẻ và cập nhật cho mọi người những cái thông tin mới nhất về TikTok và TikTok Shop, và đang rất là hay làm livestream và những cái zoom chia sẻ trực tiếp cho người trong đây á. Anh chị nào muốn vào á thì đang để cái đường link Zalo này ở comment đầu tiên của video này luôn nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Xin chào nhé.